Phim 18 cộng của Song Hye Kyo tiếp tục cởi đồ, ác nữ không mặc áo ngực khi quay. Bộ phim truyền hình vinh quang trong thù hận The Glory dán mác 18 cộng vì những cảnh bạo lực và cảnh nóng. Trong phần 1, phim đạt kỷ lục rating lọt top 1 toàn cầu phim không nói tiếng Anh hot nhất trên Netflix. Vẫn khai thác vấn nạn bạo lực học đường, phân biệt giàu nghèo gây nhức nhối ở xã hội Hàn Quốc, The Glory được đánh giá cao về đề tài và cốt truyện. Trong 8 tập tiếp theo của phần 2, những câu chuyện hậu trường được hé lộ, báo hiệu nhiều hấp dẫn. Theo Sumpi, từ hình tượng nữ hoàng phim tình cảm, Song Hye Kyo đã lột xác khi đảm nhận vai Dong Eun. Với The Glory, Song Hye Kyo cho thấy diễn xuất gây ám ảnh, không ngại để mặt mộc hay để lộ một phần cơ thể. Cô thể hiện nội tâm giằng xé, khổ sở, nhưng đồng thời cũng kiệt sức, tuyệt vọng của Moon Dong Eun với mái tóc ngắn không tạo kiểu, những bộ đồ đen mộc mạc. Song, khán giả ấn tượng với một Dong Eun khô khan, gai góc và lạnh lùng qua ánh mắt của Song Hye Kyo. Trong trailer phần 2 hé lộ khoảnh khắc, Dong Eun cởi áo để lộ hai cánh tay đầy sẹo trước mặt chồng của kẻ thù. Lúc này, Do Young đau xót hỏi Dong Eun liệu sau cuộc chiến này cô có hạnh phúc không. Sự quan tâm đó càng cho thấy tình cảm anh dành cho cô. Đặc biệt, trong một trích đoạn được hé lộ, chồng ác nữ thú nhận về việc ngoại tình trong tư tưởng. Cuộc hội thoại gay gắt của vợ chồng ác nữ báo hiệu một cuộc hôn nhân sắp sụp đổ khiến khán giả càng thêm mong chờ. Trong một chia sẻ, nam diễn viên Chung Shun In hé lộ Ha Do Young sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nhất và bạn sẽ thấy anh ấy thất vọng, suy sụp rất nhiều trong phần 2. Tôi nghĩ Ha Do Young là nhân vật chạm đáy khó khăn nhất, anh nói thêm. Có một điều tôi chắc chắn là phần 2 thú vị hơn nhiều, tôi thích xem hơn phần 1. Trong phần 2, tạo hình của ác nữ nghiện ngập Lisara cũng có những biểu cảm đáng sợ được hé lộ trong trailer. Nụ cười có phần tinh quái, ghê rợn của nhân vật này khiến nhiều người cảm thấy cô đang lên một kế hoạch trả thù Moon Dong Eun, Song Hye Kyo đóng. Trong phần 1, Lisara phải đưa cho Dong Eun một bao tải tiền nhưng vẫn chưa thoát khỏi kế hoạch trả thù. Có thể trong phần 2, cô sẽ hãm hại nữ chính theo cách không ngờ tới. Để thể hiện tính cách phóng khoáng của nhân vật Lisara, diễn viên Kim Hyora tiết lộ cô không mặc áo ngực trong đa số cảnh quay. Tôi thích cảm giác tự do của nhân vật Sara, cô ấy hiếm khi mặc nội y. Hầu hết thời gian quay phim, tôi chỉ sử dụng miếng dán và ghi hình khi không mặc áo ngực, Kim Hyora bày tỏ. Dù chỉ đóng vai phụ trong The Glory, nhưng cô nhận được nhiều đánh giá tích cực khi diễn xuất ấn tượng vai một cô gái giàu có, con của một mục sư nhưng lại mắc chứng nghiện ngập. Phần 2 của The Glory lên sóng chính thức từ ngày 10 tháng 3, hứa hẹn nhiều hấp dẫn trong cuộc báo thù của Moon Dong Eun, Song Hye Kyo, với nhóm bạn từng bạo hành cô thời đi học.